lên lầu rồi hả? Lên lầu, đủ số là lên lầu liền. Quê luôn lên lầu đi. Ủa vậy quê chi đó? Vô gặp nó trời, mặt nó còn tỉnh lắm, tỉnh bơ hả? À. Cái thằng chồng tương lai của con á, thân hình á, nó đồ đồ chút xíu. Thân hình đô con vạm vỡ, nụ cười duyên dáng. Chuột mình để nhà hết rồi hả? Này hoàng thằng khuyến mãi, tao làm gì cãi tao, mày hỏi làm gì? Giờ mình đi ra, tới ngã tư hả? Tới ngã tư. Bắt đua xe quá. Tại sao phải ăn khác đó? Trời ơi, gì? Đón xem tập 29 Biệt đội siêu hài phát sóng vào lúc 21:50 thứ sáu ngày 8 tháng 9 năm 2017 trên kênh HTV7.